Giám đốc cơ quan Liên Hợp Quốc tố bị Israel chặn vào Gaza. Người đứng đầu Androa Lazarini cáo buộc quân đội Israel ngăn ông vào giải Gaza, khiến ông không thể điều phối hoạt động cứu trợ tại khu vực. Tôi dự định tới Rafa hôm nay, nhưng bị từ chối cho vào. Philip Lazarini, giám đốc cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine, Androa, nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Samuel Sori tại Cairo hôm 18 tháng 3. Ông sau đó giải thích rõ trên mạng xã hội rằng giới chức Israel đã không cho ông vào Rafa. Tôi định tới đó hôm nay nhằm điều phối và cải thiện hoạt động cứu trợ. Lazarini cho hay, Rafa là thành phố cực nam ở giải Gaza. Hiện có 1,5 triệu người Palestine đang trú ngụ tại đây sau khi chạy nạn từ các khu vực khác ở giải đất phần lớn phải tá túc trong những căn lều tạm bỡ hoặc các trại tị nạn, không có gì ngoài một tí tài sản và bộ quần áo trên người. Anrua tổ chức điều phối hầu hết hoạt động cứu trợ tại giải Gaza, rơi vào khủng hoảng sau khi Israel cáo buộc 12 thành viên của cơ quan này tham gia cuộc đột kích của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel đầu tháng 10 năm 2023. Cáo buộc của Theo Aviv khiến nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, ngừng viện trợ cho Anrua một số nước sau đó lại nối lại tài trợ hoặc tăng thêm, trong đó có Tây Ban Nha, Australia và Canada. Israel chưa bình luận về thông tin của ông Lazarini, song phát ngôn viên chính phủ nước này trước đó tái khẳng định quan điểm của Theo Aviv rằng Anrua là bình phong của Hamas. Giới chức y tế địa phương cho biết, chiến dịch của Israel tại giải Gaza đã khiến ít nhất 31.726.000 người thiệt mạng và 73.792.000 người bị thương. Theo số liệu của Androa, trong số những người chết có 168 nhân viên của tổ chức. Lara Rini ngày 18 tháng 3 cho biết, liên hợp quốc đã phải trả cái giá khổng lồ ở Gaza. Hơn 150 cơ sở của chúng tôi ở tại giải đất đã bị phá hủy hoàn toàn. Ông nói, một số nhân viên của chúng tôi đã bị bắt và chịu đựng ngược đãi trong quá trình điều tra. Sau hơn 5 tháng chìm trong xung đột, tình hình nhân đạo tại giải Gaza đã xấu tới mức Liên Hợp Quốc phải nhiều lần cảnh báo về nguy cơ bùng phát nạn đói cận kề. Bộ Y tế do Hamas điều hành tại giải đất đã ghi nhận ít nhất 27 trường hợp tử vong vì suy dinh dưỡng và mất nước những tuần qua, phần lớn là trẻ em. Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 3 cho biết một nửa trong tổng số 2,4 triệu dân ở giải Gaza đã bị thiếu ăn. Cộng đồng quốc tế thời gian qua đẩy mạnh hoạt động cứu trợ cho vùng lãnh thổ gồm việc điều máy bay thả hàng viện trợ và mở hành lang nhân đạo từ biển Cộng hòa Cyprus. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khác cảnh báo các nỗ lực này chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay ở giải Gaza.